Tôi nhắc đồng chí Trần Quốc Anh như sau. Kỷ luật và các quy định nghiêm ngặt trong quân ngũ đã tác động đến suy nghĩ và hành động của các nhân vật, đặc biệt là Quốc Anh. Tôi nói đây là một hành vi các đồng chí là không đúng với tác phong của người quân nhân. Gọi là chiến binh lì lợm đối diện với tất cả các thử thách đề ra. Sự thay đổi trong nhận thức, nhưng họ cần có thêm sự lạc quan và tinh thần vui vẻ. Và chiến sĩ La Thành đã giúp họ thực hiện điều này bằng câu chuyện đầy bi thương gia đình chủ Hà Mã. Thế là tiêu đời gia đình Hà Mã. Ba chú sói con đã ăn thịt của Hà Mã Ba và Hà Mã Mẹ. Tuy nhiên, quân ngũ không phải là chuyện đùa. Chỉ cần một phút mất tập trung, lơ là, mất cảnh giác, người chiến sĩ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nè, bước nè. 1, 2, rồi. Rồi. 1, 2. Rồi. Đẳng cấp vậy. Trời ơi. Còn lần ba nơi tập trung lại. Đáp lại từ đầu hả? Đồng chí Khánh, thứ cậu. Đồng chí cho tôi biết lần này lần thứ mấy đồng chí tập? Lần thứ 3. Đồng chí có làm được nữa không? Báo cáo đồng chí, được. Có quyết tâm được không? Quyết tâm. Có tập trung được không? Có. Lên cậu. Bắt đầu tập. Đúng rồi. Lôi. Một vòng. Một vòng rồi đó. Hồi lại từ đầu nữa. Từ từ xuất phát anh, không cần vội. Từ từ anh. Bình tĩnh. Hết sâu. Rồi bước. Đúng cái quy định là hai bước tiến một bước lùi, nhưng mà khi mà nói chuyện kinh nghiệm và tôi quá tự tin đi, tôi thấy hai bước đối với tôi nó còn hơi ngắn, thì lúc đó tôi bắt đầu đứng lẩm nhẩm những cái bước chân thêm và tôi có tập thêm những cái bước chân đó để cho mình hoàn thành cái trách nhiệm mình tốt hơn. Nhưng mà khi mà mình đã không tập trung và mình có thêm những cái suy nghĩ là mình làm thêm những cái mới thì nó đã làm cho tôi. Từ từ. Tôi liên tục bị ngã mà không giữ thăng bằng được. Từ từ anh Khánh. Đó, được rồi kìa. Đúng rồi. Tốt. Máy rồi. Chín rồi. Mau thứ chín rồi. Đẳng cấp. Chín vòng 7 rồi, chín vòng 8 rồi. Tập trung. Đối với Khánh, đồng chí cho tôi biết sau khi thực hiện xong nội dung lần thứ 3 đạt được yêu cầu thì đồng chí cảm thấy thế nào? Báo cáo đồng chí, tôi cảm thấy rất là xấu hổ. Khi lúc tập, mình tập rất tốt, nhưng khi vào kiểm tra thì không tập trung, tinh thần sao lãng. Phải tập lại tới lần thứ 3, tôi muốn hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng bây giờ tôi muốn tiếp tục. Để tôi đạt được thứ hạng khá. Rất biểu dương tinh thần đồng chí. Nhưng cuộc việc đồng chí ngày hôm nay trong nội dung tập lại là đồng chí rất mất tập trung. Lúc đầu lần 1, lần 2 sức khỏe đồng chí vẫn còn cười, vẫn còn làm được động tác khác, vẫn nhìn đồng đội được, là mình mất tập trung nên là mình ngã. Lần thứ 3 đồng chí làm được. Tôi ghi nhận nội dung đồng chí đã ý kiến và đã kiểm điểm mình như vậy là tốt. Tôi tiếp tục kiểm tra đồng chí ở nội dung sau. Đối với Khánh với đồng chí. Đó. Sau cái bài tập thất bại đó thì tôi nghĩ ra là đối với một chiến sĩ, một người lính, tất cả những cái bài tập được đưa ra cho dù mình đã thuần thục, mình đã biết trước, nhưng
mọi trường hợp, mọi tình huống nó luôn luôn xảy ra khác nhau và thời điểm, thời cơ khác nhau, cho nên mà mình phải luôn luôn tập trung bằng mọi cách thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Chào công chúa, cố lên! Đi! Đi! 1, 2! Ồ, tham rồi, từ từ Châu ơi! Từ từ Châu! Không đi tham quá! Đi! 1, 2! Rồi! Mình làm cái gì? Làm lại! Đi! 1, 2! Rồi! Đúng rồi! 1, 2! Đúng rồi! Thấy thủ đẹp quá! Vòng cuối cùng, người công chúa cổ vũ. Đi. Hay quá. Tới luôn. Đấy, thành tích hiện nay đối với Châu và đối với Thuận tiếp tục dẫn đầu vào nội dung thể lực. Một lần nữa các đồng chí nhiệt liệt biểu dương thành tích của đối với Châu. Đối với Châu có cảm giác đồng chí thế nào? Tôi rất vui vì đã hoàn thành được nhiệm vụ. Thấy đơn giản không? Thấy không đơn giản lắm nhưng tôi làm được. Có làm được nhiều việc hơn thế không? Có làm được nhiều việc hơn thế. Tốt hơn thế không? Tốt hơn. Vâng chị. Dạ. Hay quá, hay quá. Anh Đức Chiến đấy. Hai anh Đức. Đi anh đi. Đức làm không được mới vui. Đồng chí tay Đức. Có. Vào vị trí. Đó. Đẳng cấp quá. Chỉ tiêu của mình là 12 vòng. Cao nhất. Thấy cái điều đó sao bất khả thi quá, mình đứng mình lo, thấy từng người đi vượt qua được 8-9 vòng, 10 vòng là đã một cái sự cố gắng thành tích cực kỳ cao rồi. Tới mình bây giờ sao đây? Bắt đầu tập. Lô bước, từ từ lôi rồi, hay đợi câu. Một vòng. Ráng chủ cái chân mình tốt nhất anh. Chân nào chị bước về. Quyển chuyển vậy. Mày ơi. Mày ơi. Hay quá. Khi làm có những lúc mình chao đảo thật nhưng mà cố gắng tập trung với một cái tốc độ di chuyển của mình đã kiểm soát được rồi đó thì Đức vượt qua một vòng rất là nhanh chóng. Vòng cuối cùng, ông chiến cổ vũ to lên. Xin bên. Cố lên, cố lên. Nước bến cửa rồi, đầu giường rồi. Cố lên. Đẹp lên đâu? Đẹp lên. Đẳng cấp đâu? Đẳng đâu? Đẹp lên, đó. Đã không còn như ngày hôm qua nữa rồi. Đây là em của ngày hôm qua. Đây là em của ngày hôm qua. Anh một mình ở đây. Đức một mình ở đây. Còn là sáng em ký ức. Ok. Đừng để đồng đội bị phạt chung với mình, cố lên. Đừng để đồng đội bị phạt chung với mình, cố lên. Em cài lên. Quan trọng là tập trung được, không bị phân tâm. Xuất sắc. Bắt được cái nhịp này, tập trung. Đừng dơ. Hay lắm. Có nước cuốn lên. Tới rồi. Có nước cuốn lên. Tới rồi. Thôi rồi. Đối với Đức. Đồng chí thấy thế nào? Tôi cảm thấy đang rất hãnh diện và cố gắng hết mình. Có khỏe hơn ngày hôm qua chưa? Tôi đã khỏe hơn rất nhiều.
gấp mấy lần? Gấp nhiều lần. Một ngày có 24 giờ, từ hôm qua đến nay 24 giờ gấp bao nhiêu lần? Từ hôm qua đến giờ có 24 giờ, gấp 24 lần. Các đồng chí cổ vũ. Đồng chí về vị trí. Đó. Nội dung thi cầu sống đã kết thúc đầy bất ngờ với sự tỏa sáng của anh Đức khi anh vượt lên dẫn đầu với số vòng 12. Minh Châu ở vị trí thứ hai với 11 vòng. Phần thi này cũng giúp cho Huy Khánh có một bài học quý giá về sự tập trung khi thực hiện nhiệm vụ. Nội dung huấn luyện sáng nay vẫn chưa kết thúc. Lúc đó là trời nắng như đổ lửa, trong đầu chúng tôi đang nghĩ tới là sau cái hoàn thành thử thách cuộc sống là chúng tôi sẽ được ăn cơm. Nhưng mà không ngờ không được ăn cơm mà phải tiếp tục đứng với một cái thời tiết nắng rất gắt. Và khi mà nhìn thấy sợi dây dài khoảng 2 đến 30 mét, 50 mét thì trong đầu tôi nghĩ là thôi rồi, mình không thể nào làm được bởi vì quá mệt và không còn sức nữa. Trước khi vào huấn luyện nội dung thứ hai, tôi lưu ý với ông Chí một số điểm như sau. Thời tiết hiện nay là rất là nắng nóng, vất vả, mệt. Tất cả chúng ta đều mệt. Nhưng vì nhiệm vụ thì tôi yêu cầu tất cả các ông chí phải tập trung cao độ để thực hiện đúng đủ đáp ứng yêu cầu của tôi trong quá trình huấn luyện. Chị Quốc Anh. Đó. Đồng chí cho tôi biết hôm qua tôi nói vào bộ đội thì sao nhỉ? Đen như nào? Đen như lính. Lính. Đen quân nhu. À, đen quân nhu. Lúc này là lúc đen quân nhu. Đó. Đồng chí có quyết tâm và cố gắng để thực hiện tốt nội dung này không? Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Các đồng chí khác thì sao? Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Đối với Khánh nghĩ gì? Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Đứng dậy. Bắt đầu. Qua bên kia luôn hả? Hết luôn. Luôn rồi. Các đồng chí thấy thế nào? Đồng chí Thuận. Dạ. Đồng chí Thuận. Có. Đồng chí nhìn động tác này thế nào? Báo cáo thủ trưởng, em thấy động tác này khó ạ. Em hay là tôi? Tôi thấy động tác này khó ạ. Đồng chí Châu. Có. Đồng chí Châu. Có. Đồng chí cho tôi biết như nội dung này đối với sức khỏe và sức trẻ của đồng chí có làm được không? Báo cáo thủ trưởng, tôi làm được. Rất tốt, đồng chí thực hiện được mấy vòng? Báo cáo thủ trưởng, trước tiên tôi chưa quen, tôi sẽ thực hiện trước 1 vòng. Tôi sẽ cố gắng thực hiện 1 vòng. Báo cáo đồng chí, tôi nghĩ là mình thực hiện được 1 vòng. Báo cáo đồng chí, tôi sẽ cố gắng thực hiện được 2 vòng. Rất tốt. Báo cáo đồng chí, tôi có thể thực hiện 1 vòng. Đồng chí Trần Quốc Anh. Tôi nghĩ tôi sẽ thực hiện được 1 vòng, nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ tôi sẽ cố gắng hết mình để vượt qua bản thân. Được. Sơ hộ các đồng chí quyết tâm cố gắng như vậy là tốt. Trước khi tôi vào kiểm tra, chúng ta là phải luyện tập để bắt đầu thực hiện. Chúng tôi hàm chị đồng chí Châu, đồng chí Anh Đức và đồng chí hai chị bảo hiểm các chị nhau dậy. Hai bảo hiểm vào, thêm bảo hiểm nữa. Anh Đức rớt chắc rồi. Tôi đã cố gắng hết sức. Đức vào vị trí bên chị. Duy Thuận. Có. Đó. Đó.
dần gì đấy em rất là mệt rồi. Nếu như em không phải là một người đang là dẫn đầu cùng với anh Jun, đang được mọi người rất là khen, thì chắc là em sẽ buông lâu rồi. Cố gắng hơn và không cảm thấy đau, không cảm thấy đau gì khi mà bị như này hết. Lúc đu cái dây đấy là không cảm thấy đau gì hết. Chỉ có khi xuống là mới thấy đau thôi. Đồng chí Duy Khánh. Vào chứ. Chết rồi, được rồi. Đứt tay mình có bị không nha? Nhưng mà khi đồng chí Châu xuống thì thấy hai bàn tay của đồng chí Châu rướm máu hết thì chúng tôi mới rất là sợ, bởi vì nói là trong khi tập thôi đã bị vậy thì lúc mà làm thiệt nó sẽ như thế nào. Quy! Quy! Nhắm đi! Đau quá. Anh ngồi không? Bình ơi, bình tĩnh thôi, chậm thôi, bình tĩnh thôi. Quá chậm. Đau quá. Cũng không biết nổi nhưng mà cũng. Đó. Rồi. Khủng khiếp, không thể nào một hai dòng được. Cái đổi lại một dòng luôn. Ủa em lên được không? Em lên được nhưng mà em tới nửa dòng là em sủi chết. Em tới đầu kia hả? Tới đầu kia không? Chưa. Qua cái khúc qua, giữa. Qua khúc giữa xíu. Leo cũng đáng sợ, cảnh mặt trời lúc ấy nó chói thẳng vào mắt, coi như mắt không nhìn thấy một cái gì cả. Và tay cũng đã bắt đầu đau rất là nhiều, và tôi phải nghĩ tới cái chuyện là mình phải để dành sức cho cái bài kiểm tra này. Đồng chí có thấy khó không? Thấy khó không? Có. Anh có làm được không? Có. Trong thời điểm này cái thể trạng của các đồng chí đang đi xuống, như vậy là sẽ rất là mệt. Cách tốt nhất là cái tư tưởng mình là phải thật tập trung. Quá trình huấn luyện, quá trình thực hiện nhiệm vụ và sau này cả chiến đấu có những hy sinh, có những mệt mỏi, nó yêu cầu tất cả các đồng chí phải thật sự cố gắng. Sau đây tôi sẽ kiểm tra hai đồng chí một. Đồng chí nào xung phong thực hiện đầu tiên nội dung này? Đồng chí Đức. Đấy. Đồng chí Đức là muốn thi đấu với đồng chí nào? Muốn thi đấu với đồng chí La Thành. Đồng chí La Thành. Đồng chí La Thành có sẵn sàng thi đấu với đồng chí Đức không? Đồng chí, tôi sẵn sàng. Thì đối thủ mà ngang tầm với anh Đức Nhất thì có thể là La Thành thôi. Nó cũng là một cái chủ đề mà hai đứa lúc nào cũng cà khịa với nhau hoài. Thành thì lúc nào cũng chơi, tôi biết là chú sức chú yếu lắm, chân đẩy nhẹ cái là chú té rồi, tôi thở rồi chú té rồi. Còn đồng chí nào chọn cặp đôi để thực hiện thi đấu? Với Khánh, mình chọn đồng chí nào? Quốc Anh. Đồng chí Quốc Anh. Tôi sẵn sàng. Đồng chí Thuận và đồng chí Châu. Hai đồng chí từ đầu giờ luôn luôn đạt thành tích cao nhất từ huấn luyện, rèn luyện, nhất là thể lực ở nội dung đầu tiên. Thì hai là đồng chí liệu có thi đấu với nhau không? Tôi báo cáo đồng chí tôi không thể thi đấu được tiếp. Tại sao? Vì tay của tôi đã ấy ra như này rồi. Nếu đồng chí bây giờ trong chiến đấu muốn khắc phục cái này thì phải làm sao? Nếu như trong chiến đấu, tôi sẽ tiếp tục, lúc đấy tôi đã đăng ký một vòng và tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Tại vì em nghĩ em đầu là dễ, em nghĩ là đơn giản ấy. Người em thì nhẹ, nên em nghĩ em sẽ làm được.
khi mà em làm thì em không thấy là nó cảm giác nó đau đâu. Nếu như mà em cảm giác đau thì em sẽ buông luôn. Nhưng mà khi mà em làm thì em cứ làm thôi. Xong đến khi mà đi xuống thì em mới biết là em bị. Lúc đấy là bắt đầu mới đau và bắt đầu tức. Và không nghĩ là camera bắt được cảm xúc của mình. Con đồng với Châu, lên con đi. Mua cha, nhắn tin gọi điện, miễn phí data. Dán gạch miễn phí data. Xem phim miễn phí data. Xem livestream căng đét miễn phí data. Video call miễn phí data. Mua cha, chưa ứng dụng, trong giải trí, miễn phí data. Này, con đồng với Thuận. Có. Ở trong đây đồng chí sẽ muốn thi đâu rồi à? Thôi thủ trưởng, tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng. Báo cáo, đồng chí, tôi muốn thi đấu với. Thì bây giờ còn có mình Jun thôi, giờ mà lúc nào cũng phải có hai người, thì Jun muốn đấu với ai thì bắt đầu ngay thì. Tôi muốn thi đấu với tiểu đội trưởng. Được. Đồng chí đại nhất trí không? Nhất trí. Các đồng chí cũng muốn thử sức đối với những đồng chí cán bộ chỉ huy, đặc biệt là những người như tiểu đội trưởng và trung đội trưởng, đại đội trưởng. Thì các đồng chí muốn xem xét cái trình độ, khả năng, năng lực như thế nào. Thì đấy là điều tôi cảm thấy nó rất bình thường. Các đầu tiên, Phạm Văn Đà, tiểu trưởng. Và đồng chí Phạm Duy Thuận. Làm liền luôn. Làm luôn. Người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Người sẵn sàng chưa? Thuận sẵn sàng chưa? Em tự hỏi tự hỏi luôn hả? Em có thể uống một ngụm nước được không? Thưa đồng chí. Không em. Vậy tôi tự hỏi, tôi có thể uống một ngụm nước được không? Tôi có thể uống một ngụm nước được không? Tôi có thể uống một ngụm nước được không? Thưa kỳ thị. Chí, tôi muốn uống nước. Báo cáo đồng chí, tôi muốn uống một hớp nước. Tôi vừa quyết định trong giờ huấn luyện là làm gì? Dạ. Con được làm việc riêng không? Uống nước. Giải lao thì làm đúng không? Dạ. Đồng chí đang thực hiện chưa đúng. Dạ đó. Em không xin uống nước nữa. Tôi không uống nước nữa. Nhưng đồng chí hôm nay thi đấu với tiểu trưởng rất là vất vả đấy. Tôi biết. Bởi vậy nên tôi mới cần nước. Tôi cho đồng chí ra uống nước. Cảm ơn đồng chí. Chanh muối và sông mười giải phóng cơ khát, làm mát cơ thể. Đại đội trưởng, bây giờ mình xin đấu với đại đội trưởng không? Anh Khánh lên đi. Thôi khỏi đi. Châu ơi, đi đâu rồi? Tay là bông chóc hết. Châu nãy do Châu lướt nhanh quá. Lướt nhanh quá. Bây giờ băng vào vậy? Không, cái này băng làm gì để nó khô. Ôi trời ơi, cái gì đây? Cắt cái này đi. Cắt cái da này, cái da chết rồi để làm gì nữa. Nhẹ nhàng, bình tĩnh nào. Này thì khoảng bao lâu khỏi? Cái này 2-3 ngày. Thì chắc có khi là nếu như mà bị như này, có khi là nếu như mà sẽ tưởng thức thách tiếp theo là mình có khi mình sẽ băng vào. Thì bây giờ ấy, băng vào thì nó sẽ mồ hôi nó nóng ra, cái thời tiết này nó nóng ra nó càng lâu. Cái này chưa băng đồng chí ơi. Đồng chí cậy ra thế. Ok đồng chí ơi, thế là ok rồi đấy. Thôi, không thôi, cái này thôi. Cái này nó chưa băng ra hết mà. Đồng chí Phạm Huy Thuận. Có. Báo cáo chị. Có. Đồng chí Phạm Văn Đại. Có. Báo cáo chị. Có. Lên dậy. Có luôn nha. Còn một nhà. Ôi dồi. Ôi dồi. Cổ vũ nào! Leo dậy! Mình biết 100% là mình thua, là mình không thể nào thắng được.
Nhưng mà khi mà leo lên thì cái tinh thần quyết chiến quyết thắng của mình nó cũng hơi bị cao á. Dù biết mình thua, kết quả như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng phải hoàn thành cái đường đi của mình. Thế nào? Ok đồng chí, tôi cảm thấy rất tự hào. Dù mình thua thì đội trưởng, nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình. Thấy quyết tâm của Hải quân đánh bộ chưa? Quyết tâm. Về vị trí. Đó. Chết rồi. Thôi em không cố với mức đấy đâu. Ôi trời ơi, hơn cả em luôn. Anh một vòng không xuống? Đồng chí thuận lên quân đi. Đó. Lúc mà mình đi thì mình không có nghĩ gì nhiều hết, mình cũng không có cảm giác đau nhiều đâu. Nhưng mà khi mà mình cố gắng hết sức, còn mấy cái cuối cùng thôi mình muốn xỉu cái nơi. Tại vì mà thật nha, lúc đó mình đau thật, nhưng mà mình rất là vui, mình rất là tự hào. Mời cặp đồng chí Khánh. Đó. Mời chị. Đó. Hay quá. Anh Khánh ơi, đàn anh đó anh Khánh ơi. 8X và 9X. Ở cái tâm lý và tâm trạng của tôi lúc đó không được tốt lắm, sau khi tôi đã hoàn thành được cái cột sống nhưng mà bị ngã hai lần là mình đã mất đi cái nhuệ khí và mất đi cái sự tự tin. Lên lướt tay uyển chuyển anh ơi. Lên rồi. Đặt tay vào. Đưa dưới luôn. Đúng nó là phải cái gót chân đè lên sợi dây mà tôi dùng cái giữa cái đầu gối của mình để kẹp cho nó chắc hơn. Thì khi kẹp như vậy thì nó bị cấn dập thịt thì nó rất đau và rát và bầm. Cái cảnh là mặt trời lúc ấy nó chói thẳng vào mắt, nhưng mà mắt không nhìn thấy một cái gì cả. Chỉ cố gắng bò, không biết đích là đâu, cố gắng bò đến đâu. Đỡ đi. Đỡ dưới. Tay em đến lúc đấy cũng có một cái giới hạn, nó hơi rộp rộp một cái. Em muốn giữ mình một chút tại cái thử thách đấy để mà những cái thử thách tiếp theo mình có thể làm hết sức. Tại thời điểm đấy mà em cũng chóc như các bạn đấy.
thể lực của em đã yếu hơn các bạn ấy rồi. Em sợ còn các thử thách sau mình còn khó khăn hơn nữa. Đồng chí Khánh tuyệt vời. Đối với Khánh dẫn đầu trong lượt trèo này. Vâng, em xin về chị. Thì những cái chiến sĩ mà đứng dưới để bảo hiểm cho mình thì luôn luôn động viên là cố lên. Chỉ còn vài mét nữa thôi thì tôi có nhìn ngược ra phía sau, tôi nói không phải. Tôi nghĩ trong đầu không phải, cái chục mét chứ không phải vài mét. Và ơn trời thì cuối cùng tôi cũng đã tới được đích đến nhờ sự cổ động của đồng đội và giúp đỡ của những đồng chí đó. Thay mặt cán bộ luyện rất là biểu dương cái quyết tâm, ý chí, sự cố gắng cực kỳ cao độ của đồng chí Khánh. Dung nhất đồng chí là chưa đạt được, dùng đi cầu sóng hiện nay đồng chí là leo rơi đã làm được, rất là biểu dương. Đồng chí nhìn vào tinh thần đấy để thực hiện. Đồng chí vỗ tay. Đồng chí Thành. Có. Có. Ô chị. Đó. Có. Hai đồng chí chuẩn bị xong chưa? Xong. Xong. Nói về sức thì chưa biết ai hơn ai. Kỹ năng khéo léo, độ tập trung và nhớ bài cũng như là cách vận dụng như thế nào thì chắc chắn là Đức nghĩ là La Thành không bằng Đức. Chuẩn bị. Đồng chí có cần vòng nước không? Có cần vòng nước không? Cần, nhưng không phải lúc này. Với Thành. Có. Cần vòng nữa. Một vòng nữa.
Một vòng nữa. Một vòng nữa. Trời. Rất biểu dương tinh thần hai đồng chí. Mời hai đồng chí về hàng. Rõ. Nhận xét về cái kết quả luyện tập leo dây ngang của đơn vị như sau. Đối với động tác cơ bản, các chiến sĩ đã nắm được động tác và kết quả luyện tập đáp ứng được yêu cầu cơ bản đối với người khi mới tiếp cận leo dây. Thứ ba là sơ bộ, từng cá nhân đã thực hiện được cái nhiệm vụ của truy đặt ra, điểm tồn tại. Cái kỹ thuật nắm tay, nắm dây đồng chí là còn chưa được. Thứ hai là quyết tâm, chúng ta có lúc, có thời điểm chưa thực sự là cao, chưa cố gắng nhiều, chưa gắn mình vào với tình huống, chưa gắn mình vào với nhiệm vụ chung và cần đối với một người chiến sĩ Hải quân Ninh Bộ. Yêu cầu trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục rèn luyện, tiếp tục luyện tập. Cái sức khỏe thì chưa biết thật sự, tại vì mình cũng khỏe sẵn. Nhưng mà cái tinh thần của mình thấy là mình rõ ràng mình nâng cao hơn rất là nhiều. Cái ý thức về sự tập trung và không sợ việc khó làm cho mình cũng cảm thấy rất là nể mình luôn á. Chứ bình thường nếu mà ai mà Jun bị cảm thôi là Jun đi ngủ. Nên Jun rất là cảm thấy, ủa sao hôm nay mình có thể làm những cái chuyện như vậy. Cái cả cái buộc dây dày nhá. Anh em nếu buộc dây dày ấy, đừng mà để cái dây dày nó hở ra đoạn này. Hiện tượng đập nhiều nó sẽ bị rộp chân, đau không thể đi được đường dài. Nhưng mà buộc làm sao cái dày nó phải sát mình làm sao này, cái vành đế này nó phải vừa vào chân mình luôn này. Thế biết bộ đội dùng băng vệ sinh làm gì không? Băng cầm máu. Băng cầm máu. Băng cầm máu. Băng vệ sinh à? Băng cầm máu hả? Rồi, băng vệ sinh hả? Ừ. Để băng vết thương. Để băng vết thương. Làm lót giày. À. Để mình hút cho nó ra hết. Ừ, đúng rồi. Êm. Êm hơn. Nó càng đều càng tốt, đều càng dày. Là tay xem nào. Chiều băng vào nhé. Ở đâu thế này? Thật là trân quý. Cảm ơn đồng chí Đức. Đức. Tiến Dương. Ghi sổ, ghi sổ. Ok, mấy anh em đã mời mình vậy, tối nay mình mời hai cái lẩu đi. hai cái nồi lẩu. Đâu ra cái ca nữa. Ủa sao cái gì mà được ưu tiên vậy? Đi hai cái số đó bà. Đi đây. Được quá vậy. Anh đi hết một dọc hành lang á. Rồi. Đấy, hai tháng kia. Rút đâu rồi. Giờ muốn rửa mặt mà không thể nào rửa mặt nữa, cái tay như thế này. Để rửa cho. Tối nay em tắm cho em. Cái kiểu cái kẻ. Mới chỉ ngày huấn luyện thứ hai, 3 trên 6 đồng chí đã bị chấn thương. Liệu chấn thương có ảnh hưởng đến thành tích huấn luyện của họ? Nhưng thôi, giờ cứ ngủ một giấc thật ngon đã. Chặng đường phía trước còn dài lắm các đồng chí à. Trước khi vào nội dung buổi chiều hôm nay thì tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Nguyễn Sĩ An, chức vụ là trung đội trưởng, đơn vị là trung đội 9 đại đội 3, tiểu đoàn 43. Báo cáo đồng chí, tôi là anh Đức, sinh 1987, hiện độc thân. Báo cáo hết. Đồng chí, tại anh Đức là vẫn đang độc thân à? Dạ vâng ạ. Báo cáo đồng chí, tôi tên La Tấn Thành, sinh năm 1987. Hiện nay tôi đã có người yêu. Hiện nay tôi đã có người yêu. Nhưng chưa đăng ký kết hôn. Nghề nghiệp diễn viên. Hết. Với La Tất Thành là sinh năm... Tôi sinh năm 1987, bằng tuổi đồng chí Đức. Hai đồng chí này vẫn chưa lập gia đình và cũng đã có người yêu rồi đúng không? Đó. Báo cáo, đồng chí Đức có khá nhiều người yêu.
Báo cáo, đồng chí Đức có khá nhiều người yêu. Đồng chí Đức có khá nhiều người yêu. Cảm ơn các đồng chí tiếp theo. Báo cáo đồng chí, tôi tên Phạm Duy Thuận, sinh năm 1989, hiện tại đang độc thân, nghề nghiệp ca sĩ và diễn viên. Hôm nay theo kế hoạch, tôi huấn luyện ông chí nội dung kỹ thuật chiến đấu huynh, kỹ thuật đánh gần, động tác đâm lê, chuẩn bị lại, giơ lại, chuẩn bị đánh gần. Người đang ở tư thế xách súng, khẩu lệnh chuẩn bị đánh gần. Chân trái bước về trước, tay phải đưa súng về trước, tay trái nhanh chóng đưa lên đỡ lấy ôm tay, tay phải đưa về nắm cổ trong súng, súng nằm chếch về phía trước một góc 45 độ, hộp tiếp đạn quay ra ngoài, mặt súng quay vào trong, hai chân trùng người thẳng, mắt luôn quan sát mục tiêu. Khi nghe khẩu lệnh đâm thẳng, chân trái nhanh chóng bước về phía trước một bước dài, đưa súng đâm thẳng vào mục tiêu, đâm thẳng, đâm, đâm. Anh chỉ quan sát chân trước trùng, chân sau thẳng, tay trái thẳng, mũi lê đâm vào ngực của đối phương. Kết thúc động tác, đưa về tư thế đánh gần. Sau đây tôi kiểm tra nhận thức của các chị. Đồng chí nào xung phong lên trên cương vị là người tập, làm nhanh về động tác đâm thẳng. Trước hết tôi lấy tinh thần xung phong. Rồi mời chị La Tân Thành ra vị trí. Đó. Tiếp một bước, chuẩn bị đi gần. Lấy súng xuống. Tiến. Tiến. Đồng chí phải tiến và đứng xác định cái vị trí của mình đã, phải tiếp cận mục tiêu. Khi nào tiếp cận mục tiêu trong cự ly tiêu diệt được. Đâm thẳng. Đâm. 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 Thôi tập. Ông chí Thành về vị trí. Ấy vừa rồi rất là biểu dương tinh thần học tập của chỗ ông chí La Tân Thành. Cái điểm mạnh cơ bản là chỉ nắm được cái thứ tự động tác. Thế nhưng mà điểm còn tồn tại là động tác chỉ làm là kiện động tác đâm lê, chúng ta đưa súng về sau này, chúng ta đâm như này là không đúng. Đâm thẳng. Đâm. Khi đâm là chúng ta phải đâm một cách nhanh nhất, dứt khoát để chúng ta nhanh chóng chúng ta tiêu diệt mục tiêu. Nếu như mà chúng ta đưa súng về sau này, chúng ta đâm vào mục tiêu thì đối phương nó sẽ thấy động tác của ta, nó sẽ có những cái biện pháp gạt đỡ, tránh được cái động tác tiến công của ta. Khi đánh, chúng ta chú ý đâm thẳng lê vào vòng ngực của đối phương nha, một cách nhanh nhất. Như quan sát này, đâm thẳng, đâm. Đó chưa? Thôi tập. Đồng chí nào tiếp tục xung phong lên thì được không? Mời đồng chí Huy Khánh. Đáp vào. Đối với buổi chiều thì đó là một buổi chiều rất là may mắn, hạnh phúc và tươi đẹp đối với tôi, bởi vì ước mơ của tôi là được cầm súng. Cầm súng. Chuẩn bị lên. Giơ lên. Chuẩn bị đi gần. Vô cổ bán súng, tay phải người ta cầm một cổ tròn bắn súng. Ừ đúng rồi. Tiến. Đồng chí xác định cự ly thế là tôi nghĩ là hơi xa đấy. Đâm thẳng. Đâm thẳng. Đâm. Đâm thẳng. Đâm. Thôi tập. Bước đầu chỉ nắm được cái nhận thức được như thế là rất là tốt. Nhìn nó đơn giản thế, nhưng thực tế khi chúng ta vào cầm khẩu súng lên để chúng ta thực hiện động tác thì nó có đơn giản không chị? Không. Không đơn giản không chị ạ?
Nên là rất là biểu dương tinh thần học tập của đồng chí Khánh và đồng chí La Tấn Thành. Để đề nghị chúng ta cho một tràng vào tay. Động tác đánh bắt đầu. Khẩu lệnh đánh bắt đầu. Đánh. Rất khẩu lệnh đánh. Chân phải bước về trước, chân chậm phải một góc 15 độ. Chân chân trùng, chân sau thẳng. Kết hợp lực giằng co của hai tay, tay phải nhanh chóng đánh bán súng vào mặt của đối phương. Khi đánh có độ dừng. Kết thúc động tác, chuyển về tư thế đánh gần. Sau đây đồng chí nào xung phong trên cương vị là người tập để thực hiện động tác. Tôi. Duy Thuận. Duy Thuận. Đồng chí nào tiếp tục xung phong lên thực hiện công. Đồng chí Huy Khánh. Đồng chí Huy Khánh. Sẽ không thật như tuổi nhìn nhau mà hại chúng ta cứ như người vô. Chuẩn bị đi gần. Chỉ phải tiến lên nữa. Đánh bắt đầu. Đánh. 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 Hơi tập. Cũng may là nắm cái cây súng này nó cũng không có quá khó khăn. Có cái bao tay nó giữ thì Chun cũng đỡ một phần nào. Đồng chí tiếp theo. Ôi mong chí tại đất. Tại đất. Đó. Đây vị trí. Đó. Chuẩn bị đi gần. Tiến lên, tiến lên. Tiến lên một tí nữa. Đánh bắt đầu. Đánh. Ôi, đồng hàm gì trật tự. Không được. Đánh bắt đầu. Đánh. Đánh bắt đầu. Đánh. Ôi, đồng hàm gì trật tự. Không được. Thực hiện lại nội dung. Đây là một động từ. Một động từ rất là rộng. Cho nên các đồng chí hãy để ý từng chi tiết. Hả chứ hả? Hả? Hết. Xin mời các đồng chí. Ai có câu trả lời ạ? À?